Stas, ông Putin và ông Kim đã gặp nhau tại sân bay vũ trụ Vostochny. Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gặp nhau tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông, Nga. Ngày 13 tháng 9, hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gặp nhau tại sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur, vùng Viễn Đông, Nga. Hai lãnh đạo trò chuyện ngắn khi gặp mặt nhau trước khi bước vào buổi hội đàm, theo TASS. Chương trình nghị sự thượng đỉnh Nga Triều. Bình luận về chương trình nghị sự của cuộc họp thượng đỉnh Nga Triều, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 12 tháng 9 cho biết ông Putin và ông Kim sẽ hội đàm cùng phái đoàn cấp cao của Nga và Triều Tiên. Hai lãnh đạo cũng có thể hội đàm riêng nếu cần thiết, theo đài Reuters. Theo ông Peskov, hai bên sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề nhạy cảm cũng như hợp tác kinh tế văn hóa song phương và tình hình chung của khu vực. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim cho hay chuyến công du Nga của ông là một biểu hiện rõ ràng cho thấy Bình Nhưỡng ưu tiên quan hệ với Moscow. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một số chuyên gia dự đoán rằng trong cuộc họp thượng đỉnh, Triều Tiên có thể sẽ đồng ý cung cấp đạn dược và vũ khí cho Nga. Đổi lại, Moscow sẽ đồng ý chuyển giao các công nghệ sản xuất vũ khí như vệ tinh do thám và tàu ngầm hạt nhân cho Bình Nhưỡng. Mỹ, Hàn Quốc lên tiếng. Trước đó, vào ngày 12 tháng 9, Mỹ và Hàn Quốc lên tiếng về chuyến thăm Nga của ông Kim. Ngày 12 tháng 9, người phát ngôn Lầu Năm Góc Park Ryder nói rằng cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin có thể sẽ tập trung vào thỏa thuận vũ khí. Ông Ryder kêu gọi Bình Nhưỡng không cung cấp vũ khí cho Nga. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai đã nêu trước đó về việc không cung cấp vũ khí cho Nga vì điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến không cần thiết ở Ukraine. Tại buổi họp báo cùng ngày, khi được hỏi về khả năng Nga và Triều Tiên sẽ ký thỏa thuận vũ khí trong chuyến thăm của ông Kim, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh bất kỳ việc chuyển giao vũ khí từ Triều Tiên sang Nga sẽ vi phạm hàng loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Miller khẳng định Washington sẽ không ngần ngại thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào nếu Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Chúng tôi sẽ giám sát những gì đang xảy ra và nếu cần thiết sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động buộc những bên liên quan chịu trách nhiệm. Về phía Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo hãng thông tấn Yonhap, chính phủ chúng tôi đã nắm toàn bộ tình hình một cách độc lập và trong sự phối hợp với các đồng minh và đối tác để chuẩn bị sẵn sàng, quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay. Nhiều nước đang dõi theo cuộc họp thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Nga với sự quan ngại về nhiều lý do. Như Tổng thống Yoon từng khẳng định, chúng tôi hy vọng Nga sẽ hành động có trách nhiệm với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quan chức này nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.